Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn, xin cảm ơn. Vạn Cổ Đệ Nhất Đế, Tập 3 Chương 28, Thay Khô Khuyên Nhũ Quả là thế Tịch Thiên Dạ mỉm cười, Bạch Cốt Đàn Chủ đã đưa cho hắn một món lễ lớn. Dưới tế đàn trung ương có một cái hố to, trong hố lớn tựa như núi thay biển máu, xương cốt chồng chất như núi, tản ra khí tức âm trầm lạnh lẽo. Hẳn là trước kia, ở dưới tế đàn là một cái hố chứa đầy xác chết, khoảng ngàn vạn cái xác. Mà bây giờ chỉ còn lại có một đống xương trắng, điều này chứng tỏ trước kia có tồn tại một cái hố chứa xác chết này. Nhìn xương cốt bên trong cái hố này mà suy luận, những thi thể bị ném tới đây, tu vi của những thi thể này không thấp, yếu nhất cũng là cảnh giới tôn giả. Mà di hài của thánh giả lại tràn ngập khắp nơi tịch thiên dạ mặt không biến sắc đi trên những đống xương trắng này đối người khác mà nói thì hình ảnh trước mắt này thật là kinh dị nhưng ở trong mắt tịch thiên dạ lại không có bất kỳ cảm xúc gì khung cảnh này cũng y như phong cảnh ven đường mà thôi không nói tiên đế lâm trần chí cao chí đại uy cao ngất cho dù là trong trí nhớ của linh hồn thiên dạ thánh này thì đây cũng là một cảnh nhỏ mà thôi nếu không phải rơi xuống phàm trần tu luyện lại từ đầu Hắn căn bản không có hứng thú tầm bảo ở chỗ như thế này. Ở trên tế đàn, ngoại trừ cái trái tim không ngừng đập kia, còn có một cái quan tài. Cái quan tài kia nhẹ nhàng trôi nổi ở trên tế đàn, quan tài được chế tạo từ hàng ngọc, tinh mỹ lộng lẫy, không mất mỹ quan như những cái quan tài bình thường. Năm tuổi trẻ. Người. Bỗng nhiên, đang yên tĩnh thì bên trong cây quật phát ra âm thanh đứt quảng rất quỷ dị giống như giọng nói của một người đang hấp hối sắp chết. Đổi thành người khác, đột nhiên nghe được thanh âm như vậy, ở trong tình huống này sẽ bị dọa cho nổi da gà, thốt lên hoảng hốt. Tịch thiên dạ giống như đã biết trước điều gì, mí mắt cũng không giật một cái, không có bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt. Có thể xông tới nơi này, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tịch thiên dạ chậm rãi quay người nhìn về một chỗ, nơi đó xương trắng chất đống, trên mặt đất bao phủ một tầng sợi tơ màu đỏ như máu, tơ máu nối liền một chỗ với ngay, bao phủ lại thành một căn phòng kín. Mà cái nơi hẻo lãnh đó đang có một cái thây khô, quần áo đã mục nát từ rất lâu. Nói là thây khô, nhưng thực ra là chỉ nhìn giống thây khô mà thôi, tuy khô quắc giống như tử thi, kỳ thật người đó cũng chưa chết. Âm thanh vừa rồi chính là do người đó phát ra. Đừng. Đi. Đụng. Cái thay khô kia hình như đã giống nỏ mạnh hết đà, lúc nói được một chữ phải đợi một lúc sau mới nói ra chữ thứ hai. Nhưng ý tứ đại khái của lời nói đó cũng có thể hiểu được đôi chút. Tịch thiên dạ không để ý đến lời khuyên của thay khô, mặt không biến sắc đi về phía trung tâm của tế đàn. Những khúc xương của thánh bị hắn đạp lên trên phát ra âm thanh lạch cạch, rất nhanh hắn đã đi đến trung tâm tế đàn. Trái tim kia luôn luôn đập thình thịch, hình như vĩnh viễn duy trì quy luật đập và quỷ tích đập đừng đụng thay khô thanh âm có chút gấp rút hình như đang rất khẩn trương tịch thiên dạ mắt biết tai ngơ một chân đạp lên tế đàn lạnh lùng đi tới phía trước của trái tim nghiêng nghiêng đầu đánh giá nó trứng của u minh bọ hạt không ngờ lại xuất hiện ở chỗ vắng vẻ như thế này tịch thiên dạ đương nhiên là biết lai lịch của trái tim kia đây không phải là trái tim mà là một quả trứng của một con côn trùng một quả trứng đến từ biển cửu u biển cửu u huyền bí khó lường trong trí nhớ của thiên giả thánh tổ biển cửu u là một chỗ cấm kỵ tu sĩ nhân loại không dám bước chân vào đó các chủng tộc của thế giới hồng hoang dám bước chân vào biển cửu u không có mấy cái chỉ có mấy cái chủng tộc mạnh mẽ nhất mới có lực lượng đi vào biển cửu u cho nên thế giới loài người đối với biển cửu u không hiểu rõ nhiều cho lắm rất nhiều tình báo đều là do mấy chủng tộc mạnh mẽ kia chia sẻ mới có được trong trí nhớ của thiên dạ thánh tổ về biển cửu u không có nhiều chỉ biết là cửu u là rảnh biển thông qua u minh sinh vật bên trong biển rất mạnh mẽ và đáng sợ là một tấm địa của thế giới hồng hoang mà u minh hạt và âm minh hạt đều tới từ biển cửu u nhưng khác biệt ở chỗ âm minh hạt ở trong biển cửu u chỉ nhỏ bé như sâu kiến mà thôi mà u minh hạt lại là vua của âm minh hạt ở biển cửu u có địa vị rất cao một con u minh hạt có thể chỉ đạo âm minh hạt vô cùng vô tận làm chiến thuật biển hạt, ở trong biển cửu u có rất ít sinh linh nguyện ý trêu chọc nó. Ngươi rơi trong tay ta đó cũng là vận khí của ngươi. Tịch thiên giả lắc đầu, phất tay một cái, có một cái ngọc bàn bay ra ở trong tay áo hắn, vật này cũng là bảo vật mà hắn luyện chế trước đó, tên là nạp bảo bàn, chuyên môn thu lấy một ít đồ vật đặc thù. Một quả trứng u minh bọ cạp được ấp ra, một khi bị nhân loại khống chế đó chính là một nguồn trợ lực vô cùng lớn trạng thái đỉnh phong của u minh hạt không những mạnh mẽ vô cùng mà còn có thể hiệu triệu âm minh hạt vô cùng vô tận cực kỳ đáng sợ nhưng mà cho dù tịch thiên dạ đoạt được trứng của u minh hạt thì hắn thấy đây cũng là vận khí của u minh hạt đây cũng không phải là hắn cưỡng từ đoạt lý bởi vì hắn có tư cách nói ra lời này không muốn trong thấy tịch thiên dạ lấy đi trứng u minh bọ cạp trùng, thay khô hiển nhiên đã phát điên lên, thân thể không có chút sinh cơ bỗng dung bật dậy, một đôi mắt khô quắc tỏ ra lo lắng. Tịch thiên dạ làm như không thấy, nạp bảo bàn xẹt qua hư không, xuất hiện trước mặt trứng u minh hạt, từng tia sáng phát ra bao bọc lại quả trứng. Nhưng vào đúng lúc này, hình như đã chạm phải cái gì, toàn bộ động quật bỗng nhiên lắc lư rất mạnh. Xương cốt trong hố to từng bộ bị ném ra, giống như cả cây bất tử minh thụ đang lắc lư. Lèo xèo cực ý tờ tê tê. Một tiếng thét quỷ dị chói tai vang lên ở bốn phương tám hướng, âm thanh vô cùng vô tận, giống như thiên binh vạn mã đang lao tới. Mặt đất, vách tường, trần nhà. Bị một luồng lực lượng vô hình xé rách, từng vết nứt lan ra, khuếch đại không ngừng. Theo trong cái khe leo ra từng con bọ cạp màu đỏ sậm, đuôi giữ tận sắc bén, lập lòe ánh sáng màu đỏ tươi, trên lưng có lấy một đôi cánh thịt mỏng như cánh ve, phiến động ông ông tác hưởng. Âm minh hạt Vô cùng vô tận âm minh hạt leo ra từ trong khe nước, nhìn mãi cũng không thấy phần cuối, lít nha lít nhít, không biết đến cùng là có bao nhiêu. Những âm minh hạt đó hình như đang hết sức phẫn nộ, điên cuồng bò lên trên tế đàn, hoặc bay lên. Giống như cá giết sang sông. Cùng lúc đó, vách tường trong động quật xuất hiện các đạo bùa chú, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa dường như đang thức tỉnh thánh giả ở trước lực lượng dọa người như thế cũng phải chết quan tài hàng ngọc trên tế đàn bắt đầu rung động kịch liệt nắp quan tài rung một chút rồi di chuyển một chút dường như có cái gì muốn leo ra trong quan tài hết sức hiển nhiên trứng u minh hạt không thể động vào được một khi chạm vào sẽ phát động sát cơ mãnh liệt nhất ở đây tịch thiên giả chắp tay sau lưng không vui không buồn giống như núi sập trước mặt cũng không để ý đến Ngươi lưu lại nhiều hậu chiêu như vậy, đơn giản chính là muốn bồi dưỡng ra một hậu đại ưu úc, ta giúp ngươi làm là được. Nơi đây, liền để nó hóa thành lịch sử đi. Tịch thiên dạ nói khẽ. Theo như lời của hắn, lại có một luồng kim quang xuất hiện ra từ bên trong ống tay áo của hắn. Đây không phải là kim quang, mà là từng cái trận kỳ tản ra kim quang. Trận kỳ như sấm vỡ, trực tiếp xâm lớn tế đàn, hàng loạt phù văn chu ra từ trận kỳ, hòa tan tế đàn, hòa tan cây quật, hòa tan toàn bộ thân thể của bất tử minh thụ, giống như một cái lò luyện của thiên địa, có thể hòa tan mọi vật. Chương 29, Chí cao bảo điển của Phật môn Dùng trận khu trận, lại xuất hiện như một kỳ tích. Trận pháp cấm chế ở bên trong động quật ở trong mắt tịch thiên giả giống như trò trẻ con, nhìn một chút là sẽ biết tổng. Với năng lực của hắn, việc vượt qua lượng lớn trận pháp thánh cấp cũng không có gì khó khăn đã là thiên đế đương nhiên hắn có năng lực mà người thường khó mà tưởng tượng được đương nhiên người đã từng là tiên đế cũng không phải vạn năng là do chủ nhân của nơi này đã sớm đã tử vong lại bởi vì đã trải qua thời gian quá lâu nên lực lượng của thánh trận không còn nhiều nên hắn mới có thể dùng trận khu trận để khống chế trận pháp lực lượng bình thường thể hiện ở ba bộ phận đầu tiên chủ nhân phải tự mình vận chuyển. Thứ hai, trận pháp có lực lượng để phát động. Thứ ba, trận pháp phải câu thông thiên địa, mượn lực lượng của thiên địa để phát động trận pháp. Nếu như chủ nhân của trận pháp vẫn khỏe mạnh như cũ, lấy tu vi hiện tại của tịch thiên dạ không có khả năng dùng trận khu trận. Nếu như nguồn năng lượng dự trữ của trận pháp vẫn còn nhiều, tịch thiên dạ cũng không cách nào cưỡng ép khống chế thánh trận. Chỉ có loài tình huống thứ ba là thánh trận không có có chủ nhân, mà lại bởi vì tạo ra quá lâu nên năng lượng dự trữ hao hết, do vậy tịch thiên giả mới có thể dùng trận khu trận, lấy linh cảnh tu vi làm chủ thánh cấp trận pháp. 12 cái trận kỳ màu vàng dung hòa vào tế đàn, rất nhanh đã dung nhập hoàn toàn với thánh trận bên trong tế đàn. Dùng trận khu trận, mượn lực lượng của 12 cái trận kỳ, đã có thể khống chế được một cái thánh trận. Lùi cho ta! Tịch thiên giả ngón tay chỉ ra, ngay lập tức hàng loạt các phù văn tụ lại một chỗ, một luồng lực lượng kinh khủng phát ra, khiến tất cả âm minh hạt bị cuốn bay ra ngoài. Vết nước bên trên động quật đã được thánh trận cấp tốc chữa trị, không còn âm minh hạt có thể xông vào đây được. Cùng lúc đó, một tay tịch thiên dạ vỗ vào trên quan tài hàng ngọc, hàng loạt phù văn từ trong tay của hắn tuôn ra, đụng vào quan tài hàng ngọc hoa mỹ kia ngay lập tức, quan tài đang kịch liệt lắc lư yên tĩnh trở lại, nắp quan tài chậm rãi kép lại trong chốc lát đã gió êm sóng lặng, giống như những chuyện phát sinh vừa rồi cũng chỉ là ảo giác. Ngươi! Thay khô đờ đẫn nhìn tịch thiên dạ, ánh mắt kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Tịch thiên dạ vung tay lên, nạp bảo bàn bay trở về, ở trong chứa trứng u minh hạt tê, tản ra ánh sáng u lãnh. Mẫu thân ngươi vì bồi dưỡng ngươi, cũng đã nhọc lòng. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Bố cục của nơi đây làm cho tịch thiên dạ đã biết nguyên nhân đại khái mà người đó lập ra nơi này. Ở đây đương nhiên không phải cái gọi là chỗ chôn cất thánh giả, mà là căn cứ U Minh Hạt Mẫu bồi dưỡng hậu đại. Mà con U Minh Hạt Mẫu trùng kia hẳn là một con có tu vi đế cảnh rất mạnh mẽ, rất có thể nó đã đột phá đến cấp độ đại đế. Nếu không thì nó không có khả năng đánh giết một cái cây bất tử minh thụ cấp bậc đế cảnh để mà bồi dưỡng hậu đại. Kỳ thật, Bất tử minh thụ chỉ là thứ u minh bọ cạp mẫu trùng dùng làm phân bón để bồi dưỡng trứng trùng. Hố to chứa vạn cái thi thể, chôn hàng ngàn vạn tôn giả thánh giả, cũng chỉ để làm đồ ăn bồi dưỡng trứng u minh hạt trùng. U minh hạt ở cửu u biển là một chủng tộc cao quý, nhưng cũng có giai cấp khác biệt. Bình thường u minh bọ cạp được sinh ra có hai cánh, gọi là song dực u minh hạt. Song dực u minh hạt ở trong bộ tộc u minh hạt cũng chỉ là thành viên bình thường nhất u minh hạt lúc sinh ra có bốn cánh thì huyết mạch càng thêm tinh khiết và cao quý là u minh hạt quý tộc ở trong bộ tộc mà u minh hạt lúc sinh ra được sáu cánh thì chính là hoàng tộc ở trong bộ tộc u minh hạt đầu u minh bỏ cạp mẫu trùng mặc dù tu luyện tới đế cảnh nhưng cũng chỉ là một đầu sông dực u minh hạt bởi vì huyết mạch là gông cùng xiềng xích nên nó không thể đột phá đến tổ cảnh sau cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết cũng là trước khi chết nó đem hậu đại duy nhất phong ấn vào bên trong trứng trùng, đưa ở nơi này chậm rãi bồi dưỡng tiến hóa, hy vọng thông qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, khiến đời sau của mình có thể tiến hóa thành tứ dực u minh hạt, đền bù chính mình tiếc núi. Thiên phú cũng không tệ, đã tiến hóa thành tứ dực u minh hạt, mà chỉ một chút liền có thể tiến thêm một bước, đột phá thành hoàng tộc. Tịch thiên dạ nhìn cái trứng u minh hạt trong tay, khẽ gật đầu lúc u minh hạt còn ở trong trứng là lúc nó tiến hóa dễ dàng nhất mà lúc trứng u minh hạt nở ra muốn tiến hóa sẽ khó hơn gấp trăm nghìn lần cũng là lý do u minh hạt mẫu trùng đem con của mình phong ấn không cho nó ra đời đưa tới nơi này bồi dưỡng cả vạn năm nếu ngươi thiếu một bước là đã tới cửa ta đành giúp ngươi một tay vậy trứng u minh hạt trùng này đã tiến hóa đến tứ dực u minh hạt đỉnh phong khoảng cách tới lục dực U Minh hạt chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Cũng chỉ là một bước cuối cùng nhưng đó cũng là một lạch trời không thể vượt qua. Nếu không có người hỗ trợ, trứng trùng gần như không có cơ hội tiến hóa lần nữa. Mà tịch thiên dạ chuẩn bị đi đoạt thiên địa tạo hóa, trợ giúp nó đi đến một bước cuối cùng. Tịch thiên dạ ngồi xếp bằng, ngón tay bóc ấn hoa sen, miệng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Kinh văn này nguồn gốc từ tại địa cầu, là một trong vô thượng đạo tàng của địa cầu, có áo nghĩa trí cao. Đạo âm chí cao, chậm chậm phát ra, trung chuyển trời đất. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu đến bến bờ bên kia biết lâu nay, chiếu rõ ngũ vững đều là khoảng trống, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu nghĩ đi biết cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp chân tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Phật giáo luân hồi thư, sửa quá khứ, tu hiện tại, tu tương lai. Lúc này, đạo của hắn xuyên qua thời không, đoạt tạo hóa chúng sinh, cải biến vận mệnh lực lượng. Thể xác phàm thai, cũng có thể siêu thoát, cũng có thể thoát khỏi luân hồi. Sức mạnh vô thượng của thiên địa to lớn buông xuống trong hư không, trang nghiêm thần thánh, chí cao vô thượng. Trứng trùng bị tịch thiên dạ đặt ở trên lòng bàn tay trở nên rung rẩy, Từng sợi tơ vàng sinh ra trong hư không, kết thành đóa hoa sen, nâng trứng trùng lên, thoát ra ánh sáng thần thánh, chui vào bên trong trứng trùng. Chỉ thấy màu sắc của trứng trùng có một chút biến hóa, màu sắc tối tăm chậm rãi biến mất, hóa thành màu trắng, mà màu trắng lại ngưng tụ hào quang lại một chút, dần dần hình thành màu vàng. Theo thời gian chuyển đổi, màu vàng cũng dần dần biến mất, trứng trùng hóa thành huyết sắc. Ba loại màu sắc biến hóa tự hồ đã trải qua tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai. Bên trên trứng trùng ngưng tụ từng đạo huyết sắc, dường như có vô số Phật Đà Bồ Tát ngồi ở trên đó mà tụng kinh văn. Thay khô rung động nhìn lấy một màn trước mắt, cái sức mạnh to lớn đến từ hư không kia, khí tức chí cao vô thượng, như trước khi hình thành trời đất. Hắn có một loại xúc động muốn quỳ trên mặt đất, có xúc động muốn quỳ bái, thành kính tín ngưỡng. Hắn không thể hiểu được đó là lực lượng gì, đó là một loại lực lượng mà hắn chưa từng tiếp xúc qua nằm mơ đều khó có khả năng tưởng tượng ra được sức mạnh to lớn chí cao kia hắn cảm giác cơ thể gần đất xa trời của mình thân thể sắp chết khô kia đang hồi phục lại sinh cơ dòng suối sinh mệnh đang khô cạn đột nhiên tuôn ra từng dòng nước suối trong veo lần nữa ấm áp an bình ở mi tâm của tịch thiên dạ yên lặng bay ra một giọt máu như phật ấn dung hợp vào giữa sức mạnh của thiên địa đóng ấn bên trên trứng trùng, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Phật âm lượng lờ, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn, tất cả bình tĩnh trở lại. Chỉ có một quả trứng trùng đã phát sinh biến hóa triệt để, lặng lặng nằm trong tay của tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ cười rất hài lòng, trải qua tam thế luân hồi, trứng trùng triệt để tiến hóa thành lục dực u minh hạt. Mà lại bị trí cao bảo điển của Phật môn là tâm kinh, độ hóa, tạo hóa cùng duyên phận đều bất phàm, sợ không chỉ đơn giản là tiến hóa thành lục dực u minh hạt hoàng tộc như vậy. Chương 30, Nữ Thi Khôi Một quả trứng lục dực u minh hạt cho dù đặt ở biển cửu u cũng sẽ oanh tạc cả một vùng biển trời. Một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, dù sao thành viên hoàng tộc của U Minh Hạt xuất hiện trong vùng biển này là hết sức hiếm thấy. Bình thường nếu là sông dực U Minh Hạt sẽ có tiềm năng trở thành đế cảnh, mà tứ dực U Minh Hạt sẽ có tiềm năng trở thành thánh tổ, còn lục dực U Minh Hạt hoàng tộc lại sở hữu tiềm năng trở thành thần. Nhân loại ở trong thế giới này lại không có thần tồn tại, bởi vậy có thể nhận thức rõ trứng lục dực U Minh Hạt hiếm thấy cỡ nào. Đương nhiên, có tiềm năng cao nhất cũng không phải là điểm thành tựu cuối cùng. Chỉ có những con lục dực U Minh Hạt sở hữu huyết mạch mới có thể thành thần. Bình thường thì xác suất một con lục dực U Minh Hạt trở thành thần rất thấp, cho dù tìm khắp cả biển cửu U cũng chưa chắc có thể tìm ra một con lục dực U Minh Hạt đã thành thần. Tịch thiên dạ nhìn quả trứng trên tay, khóe môi hơi hơi nhếch lên, trứng trùng này nếu dốc lòng bồi dưỡng một phen thì sau này chắc cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Ngươi! Làm sao làm được? Tại góc hẻo lánh, âm thanh khàn khàn nọ lại vang lên lần nữa, giọng nói khiếp sợ run rẩy. Ánh mắt kia dường như được chứng kiến một sự việc khó tin nhất thế giới. Trải qua sự tẩy lễ của Vô Thượng Phật Âm, trạng thái tinh thần của Thây Khô tất nhiên được cải thiện rất lớn, hoàn toàn không còn giống với lúc cả lời nói cũng không thốt nên lời như trước kia nữa. Lúc này, thể lực của hắn tự hồ cũng khôi phục được một chút, chậm rãi ngồi dậy. Nhưng mà, thân thể của hắn vẫn khô gầy như cũ, tựa như một bộ xương chết khô quắc. Duy chỉ có đôi mắt đục ngầu, lập lòe từng tia sáng sinh mệnh là minh chứng hắn vẫn còn sống. Tịch Thiên giả liếc mắt cái thay khô kia, mặt không thay đổi nói: người cũng có chút bản lãnh, cũng là dùng tu vi của mình để tới nơi đây, nhưng cũng sẽ chết cùng những người đi trước. Thay khô kia hiển nhiên là kẻ phương xa đến, trước đó hắn tìm đến nơi này, không những tìm tới được động cuộc mà còn xông vào thành công. Năng lực của hắn, hiển nhiên so mấy kẻ trong Bích U Sơn Trang phải nói mạnh hơn nhiều. Ta cả đời vào nam ra bắc, trải qua muôn màu của cuộc sống, quen biết bao người nhưng ta la có cảm giác như ngươi không phải là một người trẻ tuổi. Thay cô nhìn thật sâu vào tịch thiên dạ, trong mắt có vẻ cơ trí do tuế nguyệt lưu lại. Tuy ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng ánh mắt ngược lại không tệ. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, cũng không phủ nhận. Trong truyền thuyết có vô thượng thần thông đoạt xá, trùng sinh, trước kia ta cũng không tin, lại chưa từng ngờ tới mình sẽ tận mắt nhìn thấy, nhân sinh thật sự là vô cùng đặc sắc, cứ như vậy mà chết đi, thật là không cam lòng. Thay khô cảm khái nói, Phật âm ngắn ngủi đã khôi phục cho hắn một ít sinh cơ nhưng lại không thể nào cứu sống hắn được. Bởi vì tình trạng của hắn đã dầu hết đèn tắt, cách cái chết không xa nữa. Không phải dính một ít Phật tính là có thể sống lại được. Tịch thiên dạ nghe vậy cười cười, sinh sinh tử tử, có lẽ ở trong mắt người khác, tồn tại là sinh, nhắm mắt lại là tử. Nhưng trong mắt hắn, sinh cũng có thể tử, tử cũng có thể sinh. Đến trình độ lúc trước của hắn, muốn triệt để biến mất trên thế gian căn bản cũng là khó khăn. Ngươi không cam tâm, vậy cũng rất đơn giản, ta có thể khiến ngươi không phải chết." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. "Không có khả năng." Thay Khô nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu, ta đã không còn thuốc nào cứu nổi, không có kỳ thuật nào chữa trị được. Cho dù là một tên luyện dược sư thánh giai vẫn không đủ khả năng cứu sống ta. Sống chết có số, ta cũng đã nhìn thoáng được. Các hạ có lẽ là người trùng sinh trong truyền thuyết, nhưng ta có thể nhìn ra được tu vi của ngươi cũng không cao. Ở thế giới hồng hoang, thực lực mới là quan trọng nhất, một kẻ tu vi bình thường, độ tin cậy tự nhiên cũng thấp đi. Thay khô cũng không tin tịch thiên giả có thể cứu hắn, bởi vì hắn tự hiểu rõ tình huống của mình. Là một tuyệt thế luyện đan sư tôn giả vang danh thiên hạ tại Nam Mang chi địa hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, thân thể của hắn có lẽ có khả năng khôi phục lại, nhưng sinh mệnh của hắn đã gần tàn, cho dù thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng sẽ tọa hóa. Tu sĩ tôn cảnh có tuổi thọ cao nhất chỉ có 500 tuổi, dù cho không bị thương thì hắn cũng sẽ chết. Bởi vì quy tắc đã là như thế, thiên đạo đã là như thế. Không ai có khả năng vi phạm quy tắc. Mệnh số đã là như thế, làm thế nào sửa đổi được? trừ khi nghịch thiên thì không còn cách nào khác. Đơn giản chỉ là nghịch thiên mà thôi. Tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng. Hắn cả đời đều là sống nghịch thiên, tranh phong với trời, thay đổi số mệnh của ai đó có là cái gì? Nghịch thiên. Thay khô triệt để ngây dại, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh? Hơn nữa còn là trợ giúp người khác nghịch thiên cải mệnh. Ta có khả năng cứu ngươi, thậm chí cho ngươi thêm hơn 100 năm thọ mệnh, nhưng thứ gì cũng có giá của nó, ngươi phải làm nô bột cho ta trong vòng 10 năm. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hắn không phải nhà từ thiện, không giúp không công cũng không ép buộc ai. Nhân vật như hắn, sớm đã xem hết sinh tử thế gian, đừng nói sinh linh. Dù là những sinh linh do thiên địa sản sinh, hắn cũng đều gặp qua. Việc sinh tử đối với hắn cũng chỉ là một cái luân hồi. Ngươi thật có thể làm được đôi mắt của thay khô lóe lên một tia hy vọng, nếu là đổi thành người khác, hắn hơn phân nửa sẽ không tin, nhưng thiếu niên trước mắt này lại khiến cho hắn cảm nhận được rất nhiều kỳ tích cùng rung động. Nếu ta không cứu sống được ngươi thì một xác chết đối ta chẳng có ích lợi gì. Tịch thiên giả lắc đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Thay khô không hề do dự, có thể không chết thì còn cầu mong điều gì tốt hơn được. Nếu có thể sống được 100 năm nữa vậy bỏ ra 10 năm làm nô lệ thì quá hời rồi. Tịch thiên dạ gật gật đầu, quay người đi đến tế đài chứa quan tài hàng ngọc. Ngươi đừng đụng vào đấy, đó không phải là quan tài của người chết. Bên trong nhốt một con thi khôi thánh giai rất đáng sợ, thay khô thấy tịch thiên dạ có ý mở quan tài hàng ngọc, liền vội vàng nhắc nhở. Tình cảnh của hắn như bây giờ cũng bởi vì thánh thi khôi trong quan tài hàng ngọc. Nếu không phải tu vi hắn thâm hậu, sợ rằng lúc này đã hóa thành một nắm cát vàng rồi tịch thiên dạ không để ý đến tên thây khô trực tiếp hướng quan tài hàng ngọc mà bước tiện tay quất bay nắp quan tài một cổ hàng khí đáng sợ từ trong quan tài liền lao ra bao phủ toàn bộ động quật mặt đất lập tức ngưng kết một tầng băng một bàn tay trắng nhợt nhạt đột nhiên từ trong quan tài đưa ra ngoài nó có vẻ thuộc về một nữ tử trắng như ngọc thạch Thong dài và xinh đẹp nhưng lại bốc lên từng tia sát ý, khuôn mặt tịch thiên dạ không thay đổi quan sát, nữ tử đó mặc một bộ áo trắng, da thịt trắng như ngọc, không nhiễm bụi trần, tựa như một thiếu nữ an tĩnh ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Bỗng nhiên, vị nữ tử mở to mắt ra, hai đạo quan ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả động quật. Đó là một đôi mắt rất đẹp. Hai đồng tử tựa như là ngọc thạch, lạnh buốt vô tình, cũng không phải là màu đồng tử của người bình thường chỉ duy nhất một màu ngọc bích lạnh lẽo, nếu bị đôi mắt kia nhìn vào, toàn thân đều sẽ không nhịn được mà rùng mình. Oanh! Hàng khí trong quan tài trôi lơ lửng, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người nàng thức tỉnh, không ngừng bao phủ bốn phía, toàn bộ động cuộc liền rung động. Dường như cây bất tử minh thụ khổng lồ này có thể vì cổ khí tức đáng sợ này làm cho sụp đổ. Sắc mặt thay khô trắng bệch, lần nữa cảm nhận được cổ khí tức kinh khủng của Thánh thi khôi, khiến cho hắn nhịn không được mà run rẩy. Chương 31: Thu phục. Quả nhiên là đã bị luyện chế thành Thánh thi khôi, đáng tiếc thời gian quá dài, đã bị Tuế Nguyệt Luân Phiên ăn mòn, nàng đã mất đi lực lượng của thánh giả. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, nữ tử trong quan tài Hàng Ngọc trước kia chính là một tên thánh giả, mà địa vị ở trong hàng ngũ thánh giả lại không thấp. Nhưng mà nàng đã gặp một đại kiếp nạn, bị U Minh Hạt mẫu trùng luyện chế thành một bộ thánh thi khôi, đặt ở nơi này để thủ hộ trứng U Minh Hạt. Những người không biết, có lẽ sẽ tin đây là nơi chôn cất thánh giả. Kỳ thật cái thứ gọi là thi thể của thánh giả bất quá là một bộ khôi lỗi được chế ra bằng người mà thôi. Nữ thánh thi khôi bắn ra ánh mắt như điện giật, bỗng nhiên tập trung vào tịch thiên dạ, hàng loạt hàng khí như thủy triều dùng dập bắn tới. Trong tay nàng nắm một thanh thánh kiếm, khí tức của một tuyệt thế thánh khí đang thức tỉnh linh trí, nếu như kiếm này vung ra thì sợ là ngay cả động cuộc cũng bị chém nát. Ngươi bị U Minh hạt mẫu trùng luyện chế thành thi khôi, thủ pháp khống chế ngươi được dung nhập với thần văn trận pháp ở nơi đây, ta có thể khống chế thần văn trận pháp ở đây thì đương nhiên cũng có thể khống chế ngươi. Tịch thiên dạ lặng lặng nhìn nữ thánh thi khôi, bình tĩnh không hốt hoảng một chút nào. Có lẽ nữ thánh thi khôi chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể giết được hắn hắn không có lực lượng có thể so với con khôi lỗi này. Nhưng trong mắt hắn, nữ thánh thi khôi và vật chết không có gì khác nhau, giống với trận pháp khống chế ở nơi đây, đều là vật vô chủ. Nhưng mà, nữ thánh thi khôi bị u minh hạt mẫu trùng luyện chế qua, thủ pháp khống chế đã được dung nhập vào thần văn trận phải của nơi đây. Sau khi hắn đã khống chế được thần văn trận pháp thì việc khống chế nữ thánh thi khôi cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi nghĩ một chút mà thôi, nữ thánh thi khôi quả nhiên đã yên tĩnh trở lại, thánh kiếm trong tay chậm rãi cắm lại vào trong vỏ kiếm, đứng im lạnh lùng ở trên tế đàn, giống như một cái pho tượng làm bằng ngọc thạch. Thay khô ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ, hắn căn bản không có ngờ tới, tịch thiên dạ lại có thể khống chế cả thánh thi. Hắn đã tự mình lãnh giáo qua sức mạnh của thi khôi này, suýt chút nữa đã chết trong tay nàng, cũng may tối hậu quan đầu, hắn bị cấm chế bên trong động quật cầm tù, mới không có bị giết chết trực tiếp. Thủ pháp luyện chế thi khôi mẫu trùng của con U Minh hạt mẫu trùng quá mức yếu kém, thi khôi trải qua nhiều năm thai ngén như vậy, lực lượng chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn giảm xuống chính thành. Tịch thiên giả lắc đầu, cái con U Minh hạt mẫu trùng mặc dù biết phương pháp luyện chế thi khôi, thế nhưng trình độ quá thấp, không cách nào luyện chế ra thi khôi mạnh mẽ chân chính. Nếu không, thi khôi theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng cường đại, mà sẽ không giống như hiện tại, lực lượng chỉ còn lại không đến một thành. Nhưng dù lực lượng của thánh nữ thi khôi không còn đến một thành, thế nhưng vẫn là một thi khôi cấp độ thánh giả, tôn giả tầng 7 cũng không có cách nào đối phó được nàng. Dùng cơ thể sống luyện chế thành thi khôi, trong cơ thể vẫn còn bảo tồn được một tia thần hồn bất diệt, có lẽ sẽ cải tạo được một chút. Tịch thiên dạ sờ sờ cầm, quan sát tỉ mỉ nữ thánh thi khôi, dựa vào ánh mắt của hắn để phán đoán giá trị của đồ vật, đương nhiên sẽ khác biệt với người bình thường. Trong mắt những người bình thường thì thi khôi có lực lượng mạnh mẽ hay không đó mới là thứ mấu chốt nhất, nhưng ở trong mắt tịch thiên dạ, cái đó cũng không có ý nghĩa gì quan trọng lắm, một bộ thi khôi có thể khai phá cải tạo được đó mới thứ mà hắn hứng thú. Bởi vì bị đặt ở một chỗ âm u để thai ngén, thể chất của nữ thánh thi khôi đã khá cường đại, xu hướng về thuần âm thân thể, mà cơ thể sống lúc trước bị luyện chế có một tia thần hồn luôn luôn bị cầm tù ở trong thân thể không thể siêu thoát, có thể khiến cho nữ thánh thi khôi có thể tiến tới cảnh giới cao hơn. Tịch thiên dạ ngồi xếp bằng, phát động cấm chế trong động quật, hòa thành từng đạo lực lượng bắt đầu tái tạo lại nữ thánh thi khôi. Đổi ở địa phương khác, hắn có thế không có năng lực có thể cải tạo cho nữ thánh thi khôi, cho nên lần cải tạo này nhất định hắn phải cải tạo ở chỗ này. Từng trùng sáng cấm chế bị đánh vào trong thân thể của nữ thánh Thi Khôi, luyện chế một bộ thánh thi khôi cần một nguồn năng lượng hết sức khổng lồ, nhưng cũng may cấm chế bên trong động quật là thánh trận, có khả năng cung cấp đầy đủ năng lượng để luyện chế. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh Tịch Thiên Dạ đã phát ra một bộ thủ pháp luyện chế đánh vào trong cơ thể của nữ thánh Thi Khôi, cải tạo hoàn toàn kết cấu bên trong của nàng, trở thành một vật phẩm của riêng Tịch Thiên Dạ. Với lại bởi vì một tia tàng hồn bên trong cơ thể bị kích hoạt, toàn bộ thi khôi có thêm một tia linh tính và sinh khí, không còn giống một cái bức tượng ngọc thạch cứng rắn nữa. từ nay ngươi tên là hàng ngọc. tịch thiên dạ nhìn lên nữ thánh thi khôi trước mắt đang trở nên rực rỡ, có chút hài lòng gật đầu. tuân mệnh chủ nhân. nữ thánh thi khôi mặt không thay đổi đáp lại, giống như là một người sống, có suy nghĩ của riêng mình kỳ thật nữ thánh thi cũng không có biến hóa gì cho mấy hình thức suy nghĩ của nàng cùng loại với một trí năng đơn giản tương đương với người máy trí năng trên địa cầu nàng có thể nói chuyện cũng có năng lực phán đoán nhất định cùng với trí nhớ lâu dài cùng năng lực xử lý tin tức đơn giản có thể so sánh với sinh linh bình thường chỉ kém suy nghĩ độc lập của nhân loại bất quá theo thời gian trôi qua nữ thánh thi khôi lại không ngừng tiến hóa cái tia tàn hồn cuối cùng kia sẽ không ngừng hoàn thiện cuối cùng sẽ tiến hóa dần dần không khác sinh linh bình thường tí nào. Mà cái này, mới là thuộc luyện chế khôi lỗi cao cấp nhất, sinh cùng tử cũng có thể một tay trưởng khống. Thay khô sợ ngây người, một bộ thi khôi đã chết không biết bao nhiêu năm, thế mà có thể luyện cho sống lại. Một cái thi thể có thể nói chuyện, đây không phải là quỷ à. Tịch thiên dạ đi tới trước mặt thay khô, tiện tay triệt tiêu cấm chế đang vây khốn hắn, chụp thay khô trong lòng bàn tay, giống như mang theo một con gà con. Ngịch Thiên cải mệnh cho ngươi, không phải việc khó gì, phiền phức chính là thân thể của ngươi đã khô cằn quá lâu, trước hết phải chữa trị thân thể của ngươi mới có thể tăng thêm tuổi thọ của ngươi. Tịch Thiên dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, thay khô chính là một tên có tu vi đại tôn rất thâm hậu, so sánh với tên đàn chủ Bạch Cốt giáo ở Bích U Sơn trang mạnh hơn không biết bao nhiêu lần vấn đề của hắn không hề chỉ ở chỗ thân thể khô kiệt, kỳ thật tuổi thọ của hắn cũng đã tiếp cận cực hạn. Tuổi thọ của một tên tôn giả là tầm 400-500 năm, cho dù tôn giả lợi hại hơn chăng nữa cũng khó sống qua 500 năm, 500 năm chính là một cái cực hạn. Mà Thầy Khô đã siêu việt cực hạn 500 năm, thực sự là đã quá già, sống còn rất dài, sống đến tuổi tác mà 99% tôn giả đều không thể sống được có thể thấy năng lực của hắn thật không nhỏ. Lực lượng mà nơi đây còn sót lại, lấy cái này tu bổ thân thể cho ngươi đi. Tịch thiên dạ thôi động thần văn trận pháp, điều động những chỗ mà bất tử minh thụ đang có lực lượng, huyết trì dưới tế đang giống như đang bị một thứ gì đó dẫn dắt, trong chốc lát sôi trào lên. Huyết dịch trong huyết trì còn sót lại rất ít, nhưng năng lượng mà mỗi giọt ẩn chứa đều hết sức khổng lồ, bởi vì những cái kia đều là huyết dịch của thánh giả dịch thiên dạ trực tiếp nhất, thay khô, vứt vào trong huyết trì, huyết dịch đậm đặc bao phủ lấy hắn, từng tầng tinh lực đỏ tươi tuôn vào, rất nhanh liền đã biến, thay khô, thành một cái kén máu. Những năng lượng kia đều là u minh hạt mẫu trùng dùng để thai ngén trứng u minh hạt. Huyết dịch tinh túy này đối với chữa trị cơ thể có hiệu quả rất mạnh mẽ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, huyết dịch trong huyết trì đã bốc hơi tới đáy rất nhanh. Chương 32, thần long cùng sâu kiến. Chỉ thấy dưới đáy huyết trì có một cái kén huyết sắc, tản ra hào quang nhàn nhạt, hiện ra một luồng khí tức yêu dị. Tịch thiên giả dạ đưa tay vạch một cái, một cái kiếm khí lướt qua, làm rách cái kén máu kia. Một lão giả tóc bạc trắng từ từ bước ra, thân thể hắn thấp bé, lưng bị còng lại, làn da khô quắc, nhìn sơ qua tuổi tác cũng rất cao, nhưng trạng thái tinh thần của hắn đang rất tốt, mặt hồng hào, thần thái sáng sủa cảm tạ ân cứu giúp của các hạ không có sự trợ giúp này sợ là ta chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi tuổi thọ của ta đã tiếp cận cực hạn râu tóc bạc trắng lão giả hơi thi lễ với tịch thiên dạ có chút thản nhiên cười nói tuổi thọ khô kiệt cũng không phải là thân thể bảo trì sức sống thì có thể sống được cho dù là đại đế và thánh cảnh thường thường vào thời điểm mà bọn hắn chết thân thể đều rất khỏe mạnh ngay cả thời gian cũng khó mà hủy hoại thân thể nhưng bọn hắn vẫn bỏ mạng trong thế gian này trạng thái hiện tại của hắn mặc dù không tệ mượn tinh hoa của huyết trì khiến cho cơ thể hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong thế nhưng hắn đã sống quá lâu rồi tuổi thọ chỉ sợ là không còn đến một tháng bất quá hắn cũng không nản chí có thế sống sót chính là may mắn cực lớn thời gian còn sót lại một tháng cũng để cho hắn không có nhiều tiếc nuối vào ở trần gian không đến mức phải mang theo hết tiếc nuối mà rời khỏi thế gian ta đã nói qua rồi ngươi đã đồng ý làm nô bột cho ta, ta chắc chắn sẽ bảo đảm ngươi trong trăm năm không chết được. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Tịch thiên dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu lên trời, chậm rãi duỗi ra một ngón tay chỉ lên trời xanh, bỗng nhiên khí tức của hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hắn hình như không còn là một sinh linh, mà là vật bao quát cả thiên địa, ở giữa thiên địa với thiên địa. Trong khoảnh khắc liền sinh ra ma sát cùng va chạm vô cùng kịch liệt biến hóa long trời lỡ đất trong nháy mắt một luồng khí tức trí cao vô thượng vô cùng cường đại toát ra từ người của tịch thiên dạ sinh ra một liên kết đặc thù với vô tận vũ trụ giống như một núi không thể chứa hai hổ giữa hai bên nhất định phải phân ra một người thắng trong trò chơi sinh tử này ngươi trưởng thống thiên địa vận mệnh sinh tử luân hồi nhưng vẫn không khống chế được ta ta muốn hắn sống ngươi lại để hắn chết ta đây phải nghịch thiên tịch thiên giả ngón tay chỉ lên trời nhẹ nhàng vạch một cái giống như trong đó ẩn chứa một lời nói đặc thù nào đó trong chốc lát thiên địa biến sắc cửu tiêu lôi vân xuất hiện trên trời mọi vật trung động thiên địa tối tăm giống như trong vô tận vũ trụ bị một loại pháp tắc nào đó dẫn động trong nháy mắt sôi trào lên giống như một con quái vật khủng khiếp đang chậm rãi thức tỉnh lão giả tóc trắng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt hắn sợ rằng cả đời mình cũng không thể quên một màn trước mắt này chỉ sợ là sẽ gây ra nỗi ám ảnh trong đầu. Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn lúc này không còn là một sinh linh, mà là một thế giới, một phiến thiên địa mênh mông. Cái loại cảm giác rung động không gì sánh được này đã khắc sâu vào linh hồn. Đến cùng là tồn tại gì mới có thể khiến người ta có cảm giác như vậy, thật không thể tin được, thật không thể tin nổi. Ngón tay Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng hạ xuống trong hư không, trong chốc lát, mọi vật yên tĩnh, thiên địa im ắng một loại pháp tắc đặc thù buông xuống trong hư không, đó là pháp tắc vận chuyển nguyên thủy nhất trong vũ trụ, đó không phải là đảo ngược thiên địa, mà đó là cải biến lực lượng của thiên địa. Nhưng mà một sức mạnh trí cao của thiên địa như thế, lại rơi vào trong người của lão giả tóc trắng. Trong khoảnh khắc đó, kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy tướng mạo của lão giả tóc trắng bắt đầu biến đổi, bắt đầu càng ngày càng trẻ ra, làn da càng ngày càng mượt mà. Vẹn vẹn trong một cái hô hấp, lão giả tóc trắng đã biến thành một người trung niên tóc vẫn trắng như cũ nhưng lại không già nua có một khí chất mị lực đặc thù cũng không nhìn ra được đây chính là người đã gần đất xa trời lão đầu dường như gần nhất xa trời như trước trong mắt hắn chỉ có một nỗi tang thương cùng minh mẫn giống như đang nói cho người khác biết hắn đã trải qua rất nhiều sinh tử trong thế gian tịch thiên giả chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời trầm tư yên lặng hắn cả đời luôn luôn đối đầu với trời lúc này cũng vậy về sau cũng thế chỉ là hắn không còn là tiên đế như trước kia nữa đã không còn năng lực nghịch chuyển thiên địa thay đổi sinh tử trợ giúp một người bình thường lấy lại trăm năm thọ nguyên mà thôi đã khiến cho thần hồn của hắn bị thương sợ là cần không ít thời gian khôi phục hoàn toàn chính xác thời điểm tranh mạng sống cùng trời không dễ dàng gì ở kiếp trước hắn làm tiên đế nhưng lúc sắp thành công cũng bại trước tay thiên đạo. Bây giờ bất quá chỉ là tu sủ chút cơ kỳ nho nhỏ, tranh mạng với trời cũng không thể không bị thương, lực lượng mà thiên địa quy tắc cắn trả chính hắn phải tự mình tiếp nhận. Cũng may thần hồn của hắn có ấn ký cao nhất của tiên đế, nếu đổi thành những người khác, tiếp nhận sự cắn trả của thiên đạo quy tắc, thần hồn sẽ bị tan biến trong nháy mắt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thay khô trung động nhìn thân thể của mình, Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể cải lão hoàng đồng, cho dù là thánh tổ, thậm chí là thần cũng không thể làm được thứ này. Mà hắn lại có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình đã tăng lên rất nhiều, sợ là sống thêm 100 năm nữa cũng không có vấn đề. Lúc này, hắn rốt cuộc đã ý thức được rằng, hắn gặp được một nhân vật mà hắn không thể tưởng tượng nổi, một kẻ đã vượt qua sự hiểu biết của hắn, thậm chí là vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn hôm nay gặp được thật giống đang mơ cả đời khó quên cảm tạ ân phúc mà chủ nhân ban cho ngài đối với ta có ân tái tạo giống như cha mẹ vậy ta tên là hoa nhất nhiên sinh ra ở hồng phong quốc chủ nhân nếu không thích cũng có thể ban thưởng cái tên khác hoa nhất nhiên chậm rãi quỳ trên mặt đất đối với tịch thiên dạ hắn vui lòng phục tùng trăm năm tuổi thọ giống như là được tái tạo vốn hắn là một kẻ hấp hối sắp chết lại được tái tạo lần nữa ân tình này đương nhiên lớn hơn cả trời đất mà hắn lại biết rõ là tịch thiên dạ không phải người bình thường thậm chí trong mắt hắn ngay cả thần cũng không so sánh được với hắn cái loại cảm giác này căn bản là không có cách nào để miêu tả người chưa trải qua vĩnh viễn sẽ không hiểu được từ đó về sau sợ là hắn sẽ không kính ngưỡng những thần linh trong truyền thuyết kia dù cho có thần linh đứng ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không có kính sợ quá nhiều bởi vì, trong mắt người khác có lẽ thần chính là thứ chí cao vô thượng, nhưng mà hắn đã được chứng kiến phong thái uy vũ của vũ trụ mênh mông, dù là thần cũng tính là cái gì, chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Hoa nhất nhiên, dựa theo ước định, ngươi chỉ cần làm nô bột 10 năm, 10 năm sau ngươi có thể tự động rời đi. Còn tên, ta sẽ không lấy. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nhất thiên nguyệt ý đi theo chủ nhân mãi mãi. Hoa nhất nhiên cung kính nói, lúc này hắn đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, ở trước mặt loại người này, làm nô bột cũng là một loại cao quý. Tịch thiên giả khẽ lắc đầu, chỉ cần 10 năm là được, 10 năm sau ta chưa hẳn nguyện ý thu ngươi. Hoa nhất nhiên nghe vậy cười đắng chắc một tiếng, chủ nhân nói trực tiếp, nhưng mà hắn lại không có cái mâu thuẫn gì, ngược lại cảm giác được đó là chuyện đương nhiên. Có lẽ, hắn ở Nam Mang chi địa có thể nói là đã vang danh thiên hạ địa vị cao thượng, vô số người kính ngưỡng. Nhưng đặt ở thế giới hồng hoang mênh mông, hắn bất quá chỉ là một hạt bụi mà thôi. Huống chi, ở trước mặt chủ nhân không có cách nào dò xét sâu hay cạn này, hắn tính là cái gì? Đoán chừng vào lúc này, hắn mới có thể có tư cách làm nô bộc của chủ nhân, 10 năm sau sợ là tư cách đi theo hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, hoa nhất nhiên chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Dù sao thần long trên trời cùng sâu kiến trên đất cũng không là người cùng một thế giới. Chương 33, âm mưu vạn năm. Hoa Nhất Nhiên là một tên nhân loại cổ lão, là một người rất cao tuổi trong cảnh giới tôn giả ở trong thế giới hồng hoang, tuổi thọ nhân loại bình thường chỉ có trăm năm. Tông cảnh tu sĩ bởi vì tu luyện duyên cớ, thổ nạp thiên địa nguyên khí, nên có 150 năm tuổi thọ. Mà thiên cảnh tu sĩ, có tuổi thọ cao nhất 200 năm đến mức tôn giả thì có thể sống càng lâu, cao nhất có thể sống đến 500 tuổi. Đương nhiên tôn giả có thể sống tới 500 tuổi đều rất thưa thớt, hoa nhất nhiên cũng không thể đánh vỡ gông cùng xiền xích sinh tử 500 năm. Tôn giả bình thường có thể sống đến 400 tuổi cũng đã là rất trường thọ, rất nhiều tôn giả chỉ đến 400 tuổi đã chết già. Nếu như tu luyện tới thánh cảnh, trở thành tuyệt thế thánh giả, tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới 1.000 năm. Tồn tại đế cảnh trong truyền thuyết, cao nhất có năm 2000 tuổi thọ, tung hoành thiên hạ, lịch duyệt vô số. Còn sinh linh tổ cảnh, giơ tay nhất chân sẽ thiên băng địa liệt, như thần hạ phàm, cao nhất có năm nghìn năm tuổi thọ, có thể xưng là một quyển sách lịch sử còn sống, ghi lại lịch sử của một thời đại. Trước mắt người mạnh nhất bên trong thế giới loài người là có tu vi tổ cảnh, những tồn tại kia đứng ở đỉnh phong của kim tự tháp, bảo hộ cả một bộ tộc ngươi làm sao lại bị nhốt ở chỗ này tịch thiên dạ kỳ quái nhìn hoa nhất nhiên theo lý thuyết lấy năng lực của hắn không có khả năng đi tới chỗ này lấy bất tử minh thụ đế cảnh làm vật để bồi dưỡng đừng nói tu sĩ tôn giả bình thường tuyệt thế thánh giả đến đây đoán chừng cũng không xông vào được hàng môn ở trong động quật nhìn rất đơn giản kỳ thực vô cùng hung hiểm có lực lượng có thể giết được thánh nghĩa nếu là không hiểu mà xông vào lung tung Thánh giả cũng có thể chết đi. Hoa nhất nhiên có thế xông qua hàng ngọc môn, đi vào bên trong động quật, quả thực làm cho tịch thiên giả hơi kinh ngạc. Chủ nhân, nơi đây không phải bảo tàng bí mật, chính là một cái âm mưu hiểm ác, chúng ta đều bị lừa rồi. Hoa nhất nhiên than nhẹ một tiếng, từ từ nói tới. Nguyên lai, like, nơi đây ở Nam Mang Chi địa có danh tiếng rất lớn, tục truyền chính là một chỗ mà đại đế lưu lại bảo tàng huyền bí, người đạt được bảo tàng chẳng những trăm phần trăm có thể trở thành tuyệt thế thánh giả, mà lại có một tia hy vọng trở thành tu sĩ đế cảnh. Vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm bảo tàng huyền bí này, chưa bao giờ dừng lại. Tại sao các ngươi lại tin tưởng tính chân thực của bảo tàng? Tịch thiên giả kinh ngạc, có quan hệ với bảo tàng truyền ngôn đại lục ở bên trên khắp nơi đều là, trên thực tế rất nhiều đều là tin tức giả, có rất ít người coi đó là vấn đề. Đó là bởi vì bảo tàng lệnh. Hoa nhất nhiên cười khổ một tiếng, móc ra trên người một cái lệnh bài, loãng xoảng một tiếng ném xuống đất, bỏ đi như giày rách. Bảo tàng lệnh mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần, thường xuyên dẫn tới gió tanh mưa máu ở Nam Mang Chi Địa, thậm chí có thánh giả vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà ngã xuống. Hiện tại ta mới biết được, tất cả đều là giả, bảo vật này phát ra lệnh bài chỉ là để người khác tới đây. Hoa nhất nhiên tưởng niệm trong lịch sử những anh kiệt bởi vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà chết đi, có chút cô đơn cùng buồn bã. Lúc trước vì đạt được bảo tàng lệnh mà cũng làm hắn bỏ ra cái giá rất lớn, lại không nghĩ ở đây một khi bị vây lại chính là mấy chục năm, tối tăm không thấy mặt trời. Tịch thiên giả khẽ gật đầu, khó trách bên trong động cuộc lại có nhiều thi cốt thánh giả cùng tôn giả như vậy, hàng loạt thi hài chồng chất thành núi, huyết dịch tụ tập huyết trì muốn bồi dưỡng trứng u minh hạt cần cung cấp máu tươi liên tục không ngừng, sở dĩ năm đó u minh hạt mẫu trùng làm ra một cái bảo tàng như thế chính là dẫn dụ người đi vào trong. Khó trách hoa nhất nhiên có thế xông qua u minh sát độc cùng động quật trong bất tử minh thụ, bởi vì có bảo tàng lệnh, hắn có thể một đường thông suốt đi tới, nếu không dù là tuyệt thế thánh giả cũng không có khả năng đi tới đây. Chỉ bất quá, có trận pháp của u minh hạt mẫu trùng cùng với thánh thi khôi, xông vào động cuộc chỉ có kết quả là chết càng nhanh. Dù sao, ở trên thế giới hồng hoang chỉ có tịch thiên dạ là một tên tiên đế chuyển thế như vậy. Đi ra ngoài trước lại nói tiếp. Tịch thiên dạ cũng không thích ở trong thân thể của bất tử minh thụ quá lâu. Quay người liền đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía hoa nhất nhiên nói, trữ vật giới chỉ trên tay ngươi có thể chứa hàng ngọc quan tài hay không. Bên trong động quật, ngoại trừ trứng u minh hạt trùng cùng với nữ thánh thi khôi những bảo vật khác cũng không ít tỷ như cái kia hàng ngọc quan tài chính là chế tạo bằng thượng phẩm hàng ngọc có thể xem như vật liệu luyện khí không tệ mà lại cái tế đàn kia sử dụng tài liệu cũng rất bất phàm bất quá bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có năng lực một lần duy nhất dọn sạch cả tế đàn trên mặt đất những cái hài cốt chồng chất của thánh giả cũng là bảo vật đem đi bán cũng được giá rất cao địa vị của tuyệt thế thánh giả ở Nam Mang Chi Địa rất cao, là tồn tại đứng đầu trong kim tự tháp, hài cốt của thánh giả không thể phá vỡ, có thể chế tạo thành đủ loại vũ khí đỉnh cấp, rất là được hoan nghênh, bình thường có tiền cũng không mua được. Dù sao thánh giả ở toàn bộ Nam Mang Chi Địa không có bao nhiêu, hài cốt của thánh giả lại càng thưa thớt. Chủ nhân, cái hàng ngọc quan tài kia quá lớn, chiếc nhẫn không gian của ta chỉ có thể chứa đựng đồ vật có kích cỡ một mét khối. Hoa Nhất Nhiên có chút lúng túng nói. Cái hàng ngọc quan tài kia dài 3 mét, rộng 1 mét 5, cao 2 mét, có thể cất toàn bộ vật như vậy vào trong không gian giới chỉ, ở trong Nam Mang Chi địa sợ là không có bao nhiêu, chính là bảo vật vô giá, căn bản không phải là thứ mà hắn có thế thứ nắm giữ. Một mét khối. Tịch thiên dạ nghe vậy, hơi hơi lắc đầu hắn cũng phát hiện vật phẩm không gian ở thế giới hồng hoang là đồ vật rất xa xỉ đừng nói người bình thường dù cho một ít tồn tại cấp bậc tôn giả cũng chưa chắc có thể có ví dụ như bích u sơn trang bạch cốt đàn chủ hắn cũng không có không gian vật phẩm những người mà hắn quen biết ngoại trừ hoa nhất nhiên chỉ có chút ít người mang trên người vật phẩm không gian nữ tử thần bí ở sơn mạch trường thương tỷ như đại sư tỷ tỷ như hoàng gia ngự y cố thanh phong tỷ như thập thất hoàng tử. Những người như bọn hắn đều mang trên người vật phẩm không gian. Đến mức những người khác, cho dù là trên người thiên huân quận chúa đều không có không gian bảo vật. Bởi vậy thấy rõ, không gian vật phẩm ở Nam Mang Chi Địa hiếm hoi đến cỡ nào. Sau khi trở về, cũng có thể luyện chế ra một ít tiểu vật phẩm không gian. Tịch thiên dạ âm thầm suy tư. Oanh! Cây động bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, đem trọn cái bất tử minh thụ đều chấn động đến run rẩy một cái tịch thiên dạ hơi nhíu mày mặt không thay đổi đi ra ngoài cây quật của... sư phụ trong thông đạo phức tạp chu khánh diêm đắng chắc nhìn người trước mặt trong mắt có một chút bất đắc dĩ cùng sự tuyệt vọng thật sâu tiểu súc sinh ta hảo tâm thu nhận ngươi nuôi lớn ngươi bây giờ ngươi lại phản bội ta đứng trước mặt chu khánh diêm là một người tóc tai bù xù quần áo rách rưới toàn thân nhún máu hắn cầm theo một đoạn kiếm mang hào quang ảm đạm, vẻ mặt dữ tợn nhìn chầm chầm Chu Khánh Diêm. Trong mắt của hắn, tự hồ có vô tận lửa giận không có chỗ phát tiết. Người này không là người khác, đúng là bạch cốt đàn chủ. Hắn cũng chưa chết ở bên trong thánh trận, mà là xông đi ra. Nhưng mà hết sức hiển nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn, bên trên thân thể khắp nơi đều là vết thương, khí tức quể oải, bảo kiếm yêu thích cũng đã bị gãy đôi. Chương 34, Chuẩn Thánh Kiếm Chu Khánh Diêm cười đắng chắc một tiếng, sư phụ của hắn làm đàn chủ của một phân đàn bạch cốt giáo, thủ đoạn bảo mệnh trên người đương nhiên có rất nhiều, nếu không phải thánh giả đích thân tới, đại tôn bình thường muốn lưu hắn lại cũng hết sức phiền phức, sao lại tùy tiện bị một tên tiểu tu sĩ linh cảnh như tịch thiên dạ hại chết được. Kết quả của hôm nay chính là tử cục, rất khó giải quyết, bọn hắn không thể chống lại một tên tu sĩ tôn cảnh tầng 4 được nhưng mà thấy một thanh kiếm đã bị bẻ gãy trong tay sư phụ trong lòng của chu khánh diêm khiếp sợ đến tột cùng chuôi kiếm này hắn nhận ra được chính là binh khí bảo mệnh của sư phụ có thể nói đó là vương bài cuối cùng của hắn người biết sự tồn tại của thanh kiếm này trừ tên đồ nhi làm bạn với hắn từ nhỏ không tìm ra người thứ ba có thể biết tới kiếm này tên là chìm cương một thanh chuẩn thánh kiếm có mục tiêu uy năng của thánh giả Đại Tôn nếu có một thanh kiếm như thế, ở dưới tuyệt thế thánh giả là tồn tại vô địch. Sư phụ của hắn có đại tạo hóa, mới có được thánh kiếm chìm cương này, một mực che giấu cẩn thận, không dám nói cho bất kỳ kẻ nào. Nhưng không ngờ, vào giờ phút này thì chìm cương thánh kiếm không những không rút ra khỏi vỏ kiếm, mà còn bị bẻ gãy. Chuẩn thánh kiếm bị bẻ gãy, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, sợ là tuyệt thế thánh giả đánh toàn lực mới có thể làm ra như thế sư phụ vừa mới gặp thứ gì mà nguy hiểm như vậy, bức bách hắn đến tình trạng như thế. Cái tên tiểu tạp chủng kia ở đâu? Bạch cốt đàn chủ nhìn chầm chầm chu Khánh Diêm tỏ ra vẻ hung ác, ở trên người chu Khánh Diêm, hắn cảm nhận được khí tức của tịch thiên dạ đối với tịch thiên dạ, hắn hận đến mức không thể băm ra nghìn mảnh. Vừa rồi suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, hắn sẽ chết ở chỗ này. Hôi Phi Yên Diệt nếu không phải hắn trong lúc nguy cấp quyết đoán tự bạo chìm cương thánh kiếm, bộc phát ra uy năng của thánh giả, xé rách ra một lỗ hổng của thánh trận, thừa cơ chạy thoát ra ngoài, nếu không thì lúc này hắn đã là một bộ xương trắng rồi một thanh chuẩn thánh kiếm, đặt ở trong Lang Lang quốc chính là tuyệt thế chí bảo, mà bây giờ lại bị hủy, từ đó có thể thấy tâm tình của hắn lúc này. Thế mà ngươi lại không chết, sống rất dai đấy. Phần cuối của cái hốc cây vang lên một tiếng nói thiếu niên áo trắng như tuyết, ở trong phần cuối của bóng tối đi ra, con người bình thản nhìn bạch cốt đàn chủ, trong mắt không có cảm xúc gì. Tiểu tạp chủng, ta muốn chém ngươi thành muôn nghìn mảnh, nghiền xương ngươi thành cho bụi. Bỗng nhiên nhìn thấy tịch thiên dạ, hận ý của bạch cốt đàn chủ bùng nổ lên, hai mắt xích hồng, bước ra một bước, ảo ảnh tầng tầng, người đã bước qua hơn trăm mét, xuất hiện ở trước mặt của tịch thiên dạ một tên tôn cảnh tầng 4 đối phó với một tên tiểu tu sĩ linh cảnh, giống như lão hổ đánh với một con kiến vậy, thổi một phát cũng chết cả nắm tay. Nhưng mà bạch cốt đàn chủ lại thất thủ, cũng không chờ hắn bắt được tịch thiên dạ, một cái bóng trắng thước tha lặng yên không tiếng động ngăn cản hắn, hắn không có bất kỳ cảm giác nào, cái bóng trắng kia cứ đột ngột ngăn ở trước mặt hắn như vậy. Một luồng hàng khí kinh hải đập vào mặt, giống như trong chớp mắt đã rơi vào minh hà hoàng tuyền, lạnh thấu xương. Trong lòng bạch cốt đàn chủ dân lên sự báo động rất kịch liệt, không dám tiếp tục lao lên, theo bản năng tạm thời tránh mũi nhọn, cái bóng trắng kia tạo cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Ngươi là ai? Bạch cốt đàn chủ kinh hải lên tiếng, bên trong cây quật lại có người khác, mà tu vi lại cao như thế. Không có người nào đáp lại hắn, chỉ có một đôi mắt băng lãnh nhìn chầm chầm hắn, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, hơi nước trong không khí hóa thành bông tuyết rơi chầm chậm xuống, dưới cái nóng mùa hè trong nháy mắt biến thành trời đông giá rét. Thật xinh đẹp. Chu Khánh Diêm Kinh Hải nhìn thân ảnh kia, đó là một tuyệt thế nữ tử, áo trắng như tuyết, giống như một đóa hoa sen nở rộ trên vách đá vạn trượng. Lúc này, danh xưng duyệt tận quần phương của Bích U thiếu chủ cũng trở nên kinh diễm, điều đáng tiếc duy nhất chính là, nàng này quá cao ngạo, băng cơ ngọc cốt, không giống người, càng giống một tác phẩm thần thánh không tì vết. Các hạ là người nào? ta cùng tịch thiên giả có thâm cừu đại hận, hy vọng ngươi chớ xen vào việc của người khác, tại hạ tất có hậu tạ. Bạch Cốt Đàn chủ thử thăm dò nói, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thần bí khiến cho hắn không lường trước được được, tình huống này có chút phức tạp. Nơi đây nguy hiểm và bí ẩn như thế. Không phải chỉ có bọn hắn à, tại sao có thể có những người khác? Điều đó không quan trọng, ngươi chỉ là một tên tôn giả tầng 4 mà thôi, lại dám mạo phạm chủ nhân như thế sâu trong hốc cây vang lên một thanh âm lãnh đạm khác một người trung niên chậm rãi đi tới đầu và lông mày hắn trắng như tuyết trong mắt hiện ra sự thông tuệ thế sự cùng với tang thương vô số ánh mắt kia nếu không có trải nghiệm mấy trăm năm căn bản không có khả năng có được trong lòng bạch cốt đàn chủ giật mình một cái bên trong đó lại còn có người khác mà hắn một chút cảm ứng cũng không có chủ nhân ai là chủ nhân của ngươi bạch cốt đàn chủ chăm chú nhìn hoa nhất nhiên khí tức nguy hiểm trên người này không có kém nữ tử bạch y chút nào, mà hắn lại nhìn không ra sâu cạn của người này. Đã già thành tinh, bạch cốt đàn chủ cũng là người sống qua mấy trăm năm, ngay lần gặp đầu tiên đã ý thức được người này không dễ trêu chọc. Mà người này còn có một vị chủ nhân, dạng người nào mới có thể làm chủ nhân của hắn đây? Trong lúc nhất thời, bạch cốt đàn chủ đã bắt đầu sinh ý lui lại, cảm giác không ổn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt chủ nhân, người này xử lý như thế nào? Ta tuy bị nhốt trong đây mấy chục năm, tu vi bị giảm sút nghiêm trọng, không còn bằng một phần mười của năm đó, nhưng đối phó với một tên tôn giả tầng bốn lại rất dễ dàng. Hoa nhất nhiên không mình hành lễ nói, trong ánh mắt nhìn tịch thiên giả đều tỏ ra kính sợ, như đang nhìn một thần linh vĩ đại. Thời kỳ toàn thịnh của hắn, chính là vị đại tôn danh chấn Nam Mang Chi Địa, người ở trong cảnh giới tôn giả có thể giao thủ với hắn không có mấy, tuyệt thế thánh giả không tới, từ đại tôn cảnh trở xuống chính là tồn tại mạnh nhất. Bạch Cốt Đàn Chủ là một tên tôn giả tầng 4, Hoa Nhất Thiên coi hắn không ra gì, cho dù lúc này nguyên khí của hắn không còn một phần mười, khôi phục được một chút mà thôi. Bạch Cốt Đàn Chủ thân thể cứng đờ, ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, chủ nhân huyền bí của người trung niên này lại là tịch thiên dạ, lúc nào mà hắn có thân phận như vậy. Chu Khánh Diêm cũng vô cùng giật mình, một màn trước mắt, khiến cho hắn không hiểu được chút nào. Trực tiếp giết đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu thánh trận không có giết chết hắn thì lại phí chút sức mà tiêu diệt là được. Nơi đây có không ít thứ còn có giá trị lợi dụng, hắn không hy vọng còn có người khác biết tới. Hoa Nhất Nhiên cũng chưa kịp ra tay, Tịch Thiên Dạ vừa mới nói xong, nữ thánh thi khôi liền bay tới phía trước, nhanh như chớp trong chốc lát đã tới phía trước bạch cốt đàn chủ, bổ một kiếm xuống. Nữ thánh thi khôi bị tịch thiên giả tế luyện lại một lần, tương thông với tâm lý của hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sai khiến nàng. Hàng khí bao phủ, ánh kiếm như mưa, chia cắt cả thiên địa. Bạch cốt đàn chủ không ngờ rằng cái tuyệt thế nữ nhân cai cũng phục tùng với tịch thiên dạ, lập tức vội vàng lấy kiếm chống đỡ luận tu vi, bạch quốc đàn chủ không có có lòng tin thắng được nữ nhân lạnh lùng không nhìn ra sâu cạn kia, nhưng trong tay hắn nắm giữ một thanh chuẩn thánh kiếm, tuy bị bẻ gãy, thánh khí xói mòn, sức mạnh hao tổn nhiều, nhưng chuẩn thánh kiếm chính là chuẩn thánh kiếm, dù cho tổn hại cũng không phải bảo kiếm bình thường có thể so sánh. Dựa vào lực lượng của chuẩn thánh kiếm, bạch cốt đàn chủ có lòng tin kiềm chế nữ nhân lạnh lùng này một lát, tùy thời có thể chạy đi chạy đi. Nhưng mà, khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một chuyện sẽ phát sinh